giấy báo của tòa án. Sau đây, thay mặt của phiên sự, tôi công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, quyết định đưa vụ án xét xử số 65. Tòa án nhân dân Đức Hòa căn cứ vào các điều 45, 255, 277 của luật tố tụng hình sự. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 64 ngày 10 tháng 6 năm 2002 quyết định điều 1 đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo. 1. Họ tên Lê Tùng Vân, mà riêng bị cáo Lê Tùng Vân và bị cáo Cúc là người lớn tuổi và được xử cho khác nhau. Hai, bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, căn cứ thường trú ấp Lập Thành, xã Khánh Tây, huyện Hòa Thuận An. Ba, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, căn cứ thường trú ấp Lập Thành, xã Khánh Tây, huyện Hòa Thuận An. Bốn, Lê Thanh Đồng Dương sinh năm 1995, căn cứ thường trú xã Long Phú Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, chỗ ở 104A. Lê Thanh Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên và bị cáo Huy Châu. Hội đồng xét xử mời đại diện luật sư của người bị cáo với kiến đề nghị sự giám mặt của những người vừa nêu. Thứ nhất là qua hồ sơ của anh thì chúng tôi nhận thấy rằng chứng cứ buộc tội đối với lại các đơn vị chúng tôi được thu thập trên các nhà mạng, và do đó tiếp thu thập được đó là tiếp nhận và do đó người nhà mạng cho nên gọi sự điều tra đến tiếp này cho được như giám định về kỹ thuật giám định chung sẽ không có giá trị gì cả. Về việc này thì chúng tôi nhận thấy rằng là cơ quan điều tra đã có chương cầu để mà xác định về tài sản nhà mạng này, tuy nhiên không có kết quả. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết rằng là cơ quan có chuyên môn trong trường hợp này là cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 là cơ quan chuyên môn. Chúng tôi không hiểu vì lẽ gì thì cơ quan này đã được không được chương cầu để mà xác định. Chúng tôi là có văn bản đề nghị chính vì bệnh tâm thần gia đình đưa đi với một vị nhân tổ chức vào đó và tài liệu này không chỉ không có hồ sơ của em, và tuy nhiên tài liệu này quan trọng bởi vì tài liệu này là cơ sở để cơ quan điều tra chứng cầu giám định theo bộ luật số 108. Chúng ta đưa đi chúng ta sẽ tiếp tục tài liệu này cần có hồ sơ điều tra để bổ sung vào. Lý do thứ tư, trong quá trình thông tin của em này thì ông Văn Minh cách làm người đại diện của công an tỉnh Long An đã thường xuyên thông tin cho báo giới rằng hiện công an đang tiếp tục điều tra hai tội danh khác đối với chúng tôi, đó là các tội về quản lý và lừa đảo. Thế thôi, như tại sao sẽ tới người quý vị, chính quý vị thì tôi làm việc rất tiếp cận. Đây là được sự trình bày hết các vấn đề mình xin tiếp tục. Dạ vâng. Và đến nay thì những cái thời hạn nhưng trong hồ sơ vụ án đã không thể hiện gì về những cái thông tin liên quan đến hai tội danh này cả. Việc không thông tin như vậy là làm thiệt hại về phương diện tinh thần đối với lại các đơn vị chúng tôi, cả về tội danh về trách nhiệm của họ. Do vậy chúng tôi cần thiết đưa hai tất cả những thông tin về quá trình điều tra hai tội danh này và kết quả điều tra hai tội danh như thế nào vào trong hồ sơ vụ án. Và tất cả bốn lý do trên thì cho thấy là hồ sơ vụ án chỉ tồn tại chứng cứ
chứng cứ giả mạo vẫn thu thập từ một kênh giả mạo và hồ sơ vụ án có dấu hiệu bị sai lệch, bị rút ruột. Và như vậy những cái tài liệu bị rút ruột này thì làm sai lệch này làm khác biệt đi hồ sơ vụ án. Ông Trần Ngọc Thảo đại diện cho
thêm những người tham gia tố tụng nêu trên và được sự có chấp nhận một phần là bốn người thành tố tụng. Những người còn lại là những cá nhân tổ chức không liên quan đến hành vi đã được điều tra truy tố xét xử theo điều 331 bộ luật hình sự, cho nên là một đồng chí xử thông nhất. Hai, đề nghị xem xét dừng phiên tòa do hồ sơ còn thiếu những vấn đề cụ thể như chứng cứ thu thập clip trên cái kênh giả mạo một số phát ngôn của điều tra viên Thắng khi giải quyết đơn tố cáo của ông Thắng và Mai, cũng như đơn tố cáo của ông Thắng và Mai mà không được đưa vào hồ sơ, không có thu thập. Phó giám đốc công an tỉnh Long An có thông tin về hai tin báo về tội danh khác trên báo chí. Việc bổ sung hai luật sư thì các luật sư bên bị cáo chưa được tiếp cận, rồi có hay không việc thay đổi tư cách bị chức viên. Ba, đối với đề nghị xem xét tư cách của hai người có đơn tố giác và định bàn rác lần hành chính và quá trình giải quyết tố giác thế nào cũng chưa được làm rõ. Các đơn kiến nghị khiếu nại của luật sư đối với giữa trường lịch sử chưa được đánh giá phản hồi, nhưng xem xét các báo cáo của luật sư gửi các cơ quan pháp luật cũng chưa được làm rõ. Thì trước những đề nghị của các luật sư thì hội đồng xét xử thấy rằng những kiến nghị của luật sư thuộc về đánh giá chứng cứ, hội đồng xét xử sẽ xem xét làm rõ và tại phiên tòa cũng như các bên nghe các bên tranh luận để đánh giá chứng cứ này. Nếu trong quá trình diễn biến vụ án rõ ràng những tình tiết này có ảnh hưởng đến vụ án thì tôi tên là Lê Tùng Vân, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1932. Hôm nay tôi 92 tuổi. Tôi sống để chị tôi lớn tuổi cũng quá rồi, nên tôi không có nhớ địa chỉ của tôi nữa. Các cấp lệnh khởi tố bị can số 13 QĐ-ANDD ngày
lê đăng tổ chức của con tiếp xúc còn liên quan nhiều người khác, một số người khác đến ở tại số 193 Pháp Luật Hạnh, xã Hòa Khánh Tây, quận Hòa, Long An. Do bị can Cao Văn Thọ, bị can Tùng Văn tổ chức ở đây thành cơ sở trong thời gian theo Phật giáo với tên là Tháp Bồng Lai, nên không được các ngành chức năng và các hội giáo Việt Nam được Long An công nhận. Do bị can Tùng Văn tổ tên là Thành Thiền Tháp nên ở trụ để tiếp tục hoạt động. Với vai trò là người tổ chức chỉ đạo điều hành và hoạt động, bị can Tùng Văn và những người có liên quan cụ thể như sau: bị can Nguyễn Quang Nguyên, Hoàng Nguyên, Hồ Nguyên, Trùng Nguyên, Nguyễn Đức Tuệ là biết tài khoản tài khoản và tạo một số tài khoản mạng xã hội Facebook và YouTube và YouTube năm số tiền tiền ăn cơ bản của đội nhớ quê Hoàng Nguyên ông giờ sau này có tài tạo bóc tiền ăn cơ bản của đội mạng xã hội Facebook năm số tiền tiền ăn cơ bản của đội và những người tiền ăn cơ bản của đội để đăng các video clip và bài viết về những hoạt động sinh hoạt ở đây. Quá trình tạo ra video clip đều thông qua ý kiến của bị can Lê Tùng Vân từ việc lên ý tưởng nội dung, sau khi video clip làm xong đều đưa cho bị can Lê Tùng Vân xem, thống nhất đồng ý cùng với các đơn vị mạng truyền thông để các cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ và hỗ trợ. Bị can Phan Thị Cúc quản lý việc ưu tiên sinh hoạt trong mẫu, bị can Thu Vân cùng các thành viên khác chăm sóc dạy học cho các cháu Long An từ năm 2019 đến năm 2021. Bị can Lê Tùng Vân, Phan Thị Cúc, Lê Tùng Vân cùng các bị can đã lợi dụng hình dạng, hình thức, tôn giáo, thông tin sai sự thật để đăng tải 5 video clip một bài viết trên mạng xã hội Facebook và YouTube có nội dung xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Lê Tùng Vân, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện và các cơ quan của ngành. Đoạn video clip năm chủ đề hôm nay rồi đã thành chủ đề nội ngày 1 tháng ngày 2/7/2019 mời lỗi người đã không có ngày 22/8/2021 thời lượng 1:15:21 có 909.206 lượt xem. Các lượt lượng video clip có tên năm đối tượng thông báo cảnh sát minh bạch của 50 người. Video clip có tên năm đối tượng trực tiếp ghi tăng chứng minh sự thật mắc và cầu đầu 541 công viên một tấn lương. Ngoài ra ngày 12/12/2019 ông đặng đăng từ giáo viên của lực lượng công an cảnh sát địa bàn công an công an là cha mẹ của Hồ Chí Minh đã tiến hành mời Hồ Chí Minh cùng anh Võ Văn Thắng từ đầu tháng mai chỉ cao tốc đến trụ sở để làm việc. Mặc dù không được mời nhưng các bị can Tùng Văn, Tuấn Quyên, Quang Quyên, Chỉ Quyên cùng Dương Tuấn Đại vẫn đi cùng vào khu vực trụ sở công an huyện Quảng tỉnh Long An. Kết thúc buổi làm việc, ông Tăng Quốc Thắng là thông báo sự việc và giao Chỉ Quyên Quang Thắng chỉ mai đưa về nhà. Lúc này các bị can đã Chỉ Quyên trở ra nên có lời lẽ la lối trước phòng cả Chỉ Quyên và bị can Tuấn Quyên sử dụng điện thoại di động thực hiện hành vi quay thế vậy ông Trần Quốc Thắng đã trực tiếp gặp để chất rõ sự việc nhưng các bị can vẫn không chấp hành mà tiếp tục thực hiện hành vi gây rối có lời lẽ xúc phạm cơ quan công an. Một lực lượng công an đã cưỡng chế đưa các bị can vào trụ sở công an. Khi đang tại trụ sở các bị can tiếp tục quy hiện cùng với bị can Lê Thu Hân la lối tụ tập đông người gây cản trở công tác giao thông tại lòng đường trước trụ sở công an. Một lực lượng công an đã tiếp tục đến để điều tiết giao thông giải thích cho mọi người dân sự việc và yêu cầu giải tán. Đến trưa cùng ngày các bị can bỏ đi về. Ngày 13/12/2019, bị can Lê Thanh Minh đã đăng tải video clip do bị can trực tiếp quay lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày 12/12/2019 tại trụ sở công an huyện Quảng Long An. Trên tài khoản nhất Minh và người có sở với video clip là phòng cung cấp cảnh sát Đồng Nai sắp đầu báo chỉ huy huyện Quốc phóng tích tại đầu công an. Qua công tác kêu gọi cảnh sát thông tin trên mạng sở thông tin và truyền thông tỉnh Long An có hiện 2 tài khoản xã hội dùng tốt công tác tải video clip có nội dung thông tin vi phạm pháp luật thông tin xuyên tạc xúc phạm uy tín của tổ chức cá nhân gây nguy hại đến an ninh quốc gia trật tự trong lòng xã hội và đến thảm họa của cơ quan cá nhân. Đồng thời sở truyền thông thông tin có phát triển các video clip có liên quan trong 2 tài khoản Facebook này là 2 bài viết có nội dung tại 2 tài khoản xã hội Facebook có liên quan đến công giáo. Ngày 18/12/2021 sở thông tin và truyền thông tỉnh Long An đã ban
ngày 22/2/2021 Việt Nam và nơi qua cũng đã